Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ unbox một thiết bị của Xiaomi. Đây là camera hồng ngoại, camera 2P hồng ngoại. Hộp với con viết siêu. Thiết bị này rất thích hợp với hộ gia đình hoặc những cửa hàng nhỏ có thể dùng sử dụng để ghi lại những hình ảnh. Chúng ta unbox xem có gì. Trong có một chiếc, đây là một chiếc sạc. Một sạc này là bộ đổi nguồn, đổi nguồn về dòng 5V 1A. Theo có một camera nữa, nhìn bên ngoài rất đẹp. Ngoài ra trong hộp có gì, trong hộp có một chiếc cáp này. Tất cả có trong hộp là có một cái cáp, sách hướng dẫn sử dụng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cài đặt chiếc camera này. Làm sao để cài đặt chiếc camera này thì trước tiên là chúng ta phải có một cái tài khoản Mi và một cái phần mềm tên là Mi Home. Camera này ứng dụng của nó thì đều có thể cài được ở trên Android và iOS. Ở đây mình đã cài đặt sẵn ở trên Android rồi. Đây là ứng dụng Mi Home của mình. Sau khi bạn cài đặt được, bạn đã cài đặt xong thì bạn sẽ đăng nhập vào cái tài khoản Xiaomi. Mình sẽ đăng nhập tài khoản Xiaomi của mình. Đó, sau khi đã xong thì chúng ta đã đăng nhập vào cái tài khoản Xiaomi rồi. Bây giờ cấp nguồn cho camera thôi. Đây là một chiếc dây cáp, nó dài khoảng 2 mét. Thì cái này cấp nguồn và cài đặt cũng không có gì phức tạp, rất đơn giản. Ở trên chiếc cam này thì có một khe cắm thẻ nhớ, mic, USB set và một loa âm thoại. Ngoài ra cam này có thể tháo được, rời ra. Đó. Rất nhỏ gọn. Chúng ta sẽ gắn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cấp nguồn bằng sạc dự phòng. Sau khi cấp nguồn xong thì trên camera sẽ có đèn vàng. Bây giờ chúng ta sẽ bật điện thoại lên để kết nối. Chọn device. Ta chọn cộng. Ta chọn camera. Nạch đi. Sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ tìm ra một cái wifi nhà chúng ta nè. Của mình đã có cái niệm phát wifi rồi thì bây giờ chúng ta connect tiếp. Nhiệm vụ chính là để cho cái camera này nó sẽ kết nối với router. Nó đang kết nối. Khi mà cái đèn vàng này nó sẽ chuyển màu xanh thì bắt đầu nó đã nhận ra wifi. Và đến khi đèn xanh không nháy nữa thì chiếc camera được kết nối hoàn toàn 30%.
Đó. Bây giờ chiếc camera của chúng ta đã đèn xanh đã dừng lại rồi. Đèn xanh đã dừng lại chứng tỏ đã được kết nối. Giờ đợi chạy hết 100%. Đã phát hiện ra đã kết nối được một thiết bị Finis và thiết bị mới của chúng ta đây. Điện chế thượng cung. Đó. Camera được kết nối và nói chung là cũng rất là nét. Thiết bị này được ghi hình có thể lên độ phân giải 720p HD và 20 khung hình trên giây. Ở trên cái phần mềm này chúng ta có rất nhiều cái để setup, chúng ta vào setting. Ở setting này thì chúng ta có một cái phần mục là motion detection recording, nghĩa là phát hiện chuyển động thì sẽ ghi hình. Mục thứ hai là có thể lưu trữ được video thu được lên router khi router gắn ổ cứng. Mục thứ ba là có thể báo hiệu. Báo hiệu khi mà có camera phát hiện ra chuyển động. 4 là password, 5 là có thể tắt đèn nét, bật đèn nét này. Ok, ngoài ra thì còn nhiều cái chức năng khác, ví dụ như là add home skins, shortcut này có nghĩa là mở camera nhanh ở trên màn hình, hoặc là chúng ta có thể truyền được cái hình ảnh của camera này lên trên màn hình máy tính hoặc là tivi thông qua Mi Box. Đấy, sao vậy? Ok, để mình đã hướng dẫn các bạn kết nối và cài đặt được camera IP của Xiaomi.